Đây, Sợ đấy. chào cả nhà nhé. Hôm nay anh em sẽ đi tầm lan, đi ghe. Đây, anh em mình đi 5 người. Đây, ngay từ mỗi bước bước anh đó. Lẹ cho hư cái lần ra đằng tên. Đấy, đi hết đoạn này là nha, mình sẽ tới cây lan nha. Nghe bảo lan này rất khủng, mà không biết chập mình còn treo được không. Lá của à? Lá của à? Đi cái con mình tên là chọc con làn nữa là chỉ mốt trong lẻo mà tiền là đó. Liêm thạc đó cả khí cuộn này rất mấy chấm lấy rất là một con thác rất đẹp, rất cao. Giờ thác lại đấy. Ê bro đó. Lấy giặc ra bro, bẹp ta lần. Này. Cái này cao tầm 40 mét gì đó, 30. Đấy anh em. Lô này rất khủng luôn. Do màn hình của em nó bị thấm nước, không thể quay hết cho các bác được. Đây, đó theo. Nhìn lá khế luôn. Cần hoa thì nó khô rồi. Cái này hoa số số. Mình nhìn thân lá rất mượt. Cái này hơn tạ nha. Bụi này nó bao quanh cả gốc cây luôn. Thân mẹ luôn. Bên này một cây nữa. Điện thoại nó bị mờ nên không thể quay hết được. Nhìn quá đã. Cái tấm nóc bay riêng rồi. Đây, đây, đây. Mới hạ xong. Bụi này nó lô ám hồng nhá. Ám hồng, mâm nó lên cực kỳ hồng luôn. Nó ám màu hồng ấy, chứ nó không phải màu đen. Bụi kỳ khục luôn. Lấy máy quay bị ướt. Quay nó mờ. Đấy, nhưng mình quay lên Facebook. Rát điện thoại, mày cái này này, mờ. Chú lô này còn để lại hơn tạ ở trên cây nhá. Lô khủng khiếp luôn. Đấy, anh em quá mệt luôn. Tối nay về chia sẻ cho anh em người tắt. Để anh em về sổ nhá. Camera nó bị mờ luôn.